Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ review cho mọi người một chút về khóa học tiếng Anh tại QQ English. Thì sau khi hoàn thành 3 tháng học tiếng Anh tại đây, mình cảm thấy khả năng tiếng Anh của mình nó phát triển rất là tích cực. Đầu tiên phải nói tới là khả năng phản xạ bằng tiếng Anh. Thông qua phương pháp Cullen Method thì mình học được cách làm thế nào để suy nghĩ trực tiếp bằng tiếng Anh và trả lời bằng tiếng Anh. Thay vì tư duy dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và tiếng Việt sang tiếng Anh của mình lúc trước, thì bây giờ mình cảm thấy mình có thể thực hiện một cuộc hội thoại bằng tiếng Anh một cách dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn. Cái nữa là khả năng phát âm, thì ở đây có bộ môn Speech Improvement, nó giúp mình rất là nhiều trong việc cải thiện những cái lỗi mà người Việt thường xuyên mắc phải ở các âm như là S, H, M, N, L, R. Thì thông qua bộ môn này mình học được cách làm thế nào để phát âm những cái âm này nó chuẩn hơn. Một điều nữa là nếu các bạn là học viên của QQ English thì những cái hoạt động ngoại khóa, những cái hoạt động giao lưu văn hóa với các nước như là Nhật, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Brazil hay Tây Ban Nha rất là thường xuyên diễn ra, và đây là cơ hội để mình được giao lưu văn hóa, được nói chuyện bằng tiếng Anh và kết bạn với bạn bè quốc tế. Thì thông qua những chương trình như này mình đã có được rất là nhiều bạn bè và mình thực hành nói tiếng Anh với họ mỗi ngày. Thầy cô và môi trường ở đây rất là thân thiện. Giáo viên ngoài những cái tiết học chính thì họ còn giúp mình ở những cái khía cạnh khác của cuộc sống, giúp mình những cái kiến thức mới ngoài chương trình học tập. Thông qua các thầy cô mình hiểu hơn về nền văn hóa của Philippines và cũng học được rất nhiều điều từ họ. Môi trường ở đây thì rất phù hợp cho người Việt của mình, tại vì khí hậu và môi trường gần giống với Việt Nam, cộng với đó là mức sống cũng gần như Việt Nam, cho nên người Việt rất dễ thích nghi ở môi trường ở QQ English. Nếu các bạn đang có ý định du học Philippines, du học tiếng Anh, thì QQ English sẽ là một lựa chọn mà mình nghĩ là các bạn nên cân nhắc.